Mưu kế quỷ cốt tử phần 4 Hư khích chi sách sách lược tìm kẻ hở Hư khích là vết nứt, khe hở, kẻ hở Là sách lược tìm ra vết nứt, khe hở, kẻ hở Hoặc tạo ra sự rạn nứt, chia rẽ trong nội bộ hàng ngũ đối phương Kẻ hở càng to, sự rạn nứt, chia rẽ càng lớn thì đối phương càng suy yếu Nhưng đó mà thông tính Nói cách khác là tìm cách ly gián nội bộ đối phương được áp dụng trong ngoại giao và quân sự. Một, Theo quy luật vạn vật sinh rồi diệt, con người có hợp thì có tan. Trong quá trình sinh diệt hợp tan tất nhiên là sẽ sinh ra vết rạn, vết nứt. Nếu không quan sát, nghiên cứu thì khó phát hiện được vết rạn và vết nứt. 2. Thông thường sự rạn nứt, chia rẽ được biểu hiện, thiên hạ không có minh chủ đạo đức của các chư hầu suy đồi. Những bậc thánh nhân, những người trùng lương lui về thoái ẩn, bọn tiểu nhân đắc chí nghênh ngang. Kỷ cương đất nước tan rã, nhân dân kết bè, kết đảng công kích sát phạt lẫn nhau, chém giết nhau, nhiều người không trốn nương thân, gia đình cha con ly tán, vợ chồng bất hòa. Ba, vì thế trong việc trị nước luôn luôn quan sát, nghiên cứu, nếu có vết rạn nước hiện tượng chia rẽ manh nha thì phải tìm cách ngăn chặn, đề kháng, nếu cần phải trấn áp và tiêu diệt, không để sự nứt rạn chia rẽ ngày càng phát triển. 4. Sách lược này có 4 kế. Làm cho đối phương nghi ngờ nhau công bố nghi vấn. Khoảng giữa hư và thực hư thật chi gian. Sắc đẹp phụ nữ nguy hiểm như dao kiếm nữ sắc như dao. Thấy trước sự việc kiến ngự tri trước, kế thứ nhất công bố nghi vấn làm cho đối phương nghi ngờ nhau công bố nghi vấn là làm cho đối phương nghi ngờ lẫn nhau nghi kỵ và chia rẽ là phân quyền để chuyên quyền phá vỡ sự liên kết liên minh của đối phương và củng cố thêm lực lượng liên minh liên kết của mình để đánh bại đối phương trong gia đình vợ chồng nghi ngờ nhau thì tan rã trong một nước nghi ngờ thần tử thì không còn sức mạnh thí dụ a sức mạnh của vàng hán sợ tranh hùng sợ tấn công gấp phá đường vận lương của hán vây hán vương ở vinh dương đôi bên dằn co mãi hán vương lấy làm lo xin cắt đất từ vinh dương trở về tây để cầu hòa hạng vương không nghe hán vương nói với trần bình thiên hạ rối bời bao giờ mới yên trần bình nói Hạng Vương là người lễ độ và yêu người, những kẻ sĩ tiết tháo và hiếu lễ về với ông ta thì nhiều. Nhưng khi luận công phong tước thì ông ta lại tỏ ra hẹp hòi, cho nên nhiều người không tán thành. Đại vương đây thì khinh mạng, sống sượng, những kẻ sĩ tiết tháo không tới giúp, nhưng đại vương phong thưởng rộng rãi, chính vì vậy mà những kẻ sĩ ngoan độn, ham lợi, vô sĩ phần nhiều su phụ đại vương. Nếu đại vương bỏ được cả hai sở đoạn mà thái thủ được cả hai sở trường thì việc bình định thiên hạ cũng dễ và lẹ. Nhưng đại vương khinh người quá đổi, không thu dụng được những kẻ sĩ tiết tháo. Về phía sở, vẫn có thể có mầm loạn. Đám bầy tôi trung trực của hạng vương bất quá chỉ có mấy người, đại khái như Á Phụ, Trung Ly muội Long Thư, Chu Ân. Nếu đại vương chịu bỏ ra vài vạn cân vàng để thi hành kế phản gián, ly khai vua tôi họ với nhau, làm cho họ ngờ vượt lẫn nhau, thì hạng vương vốn là người đa nghi và tin lời dèm pha, trong nội bộ họ tất sẽ xảy ra cái việc chém giết lẫn nhau. Thừa dịp, hãng sẽ cất quân tấn công và việc phá tan sở là việc chắc chắn. Hãng vương cho là phải, bỏ ra bốn vạn cân vàng, giao cho Trần Bình tùy ý sử dụng, muốn làm gì thì làm, không cần tính toán. Tung vàng ra phản gián quân sở rồi, Trần Bình công khai tuyên bố rằng những tướng lãnh của sở như bọn Trung Ly muội lập được nhiều công trạng mà vẫn không được chia đất, phong vương, cho nên họ muốn hợp lực với nhà Hán mà diệt họ hạng để được phong vương, cùng chia đất sở. Quả nhiên, hạng vương không tin bọn Trung Ly muội nữa. Xin nghi rồi, Hạng vương sai sứ sang Hán. Hán vương đại sứ bằng cổ Thái Lao. Lúc tiếp kiến sứ giả, Hán vương giả vờ kinh ngạc, nói Tà ngỡ là sứ giả của Á Phụ tức Phạm Tăng, hóa ra sứ giả của hạng vương. Rồi cho bưng mâm cổ Thái Lao đi mà chỉ thét sứ giả của sở một bữa cơm rau tồi tệ. Sứ giả về báo cáo hết với sở vương. Quả nhiên sở vương ngờ vực Á Phụ. Á Phụ muốn tấn công, Hạ gấp thành Vinh Dương Hạng vương không tin, không chịu nghe Biết bị hạng vương ngờ Á phụ giận nói Việc thiên hạ em đẹp lắm rồi Xin đại vương tự lo liệu lấy Cho phép nắm xưng tàn này được rút lui Á phụ ra đi Chưa tới bành thành thì lên hậu bối Chết Trần Bình cho hai ngàn đàn bà con gái Đang đêm theo cửa đông thành Vinh Dương kéo ra Quần sở được dịp vây đánh Trần Bình bèn cùng Hán Vương đang đêm theo cửa Tây ra thoát thành Vinh Dương. Vào hàm cốc thu thập tàn quân, Hán Vương lại tiến sang Đông. Theo kỳ kế của Trần Bình, rốt cuộc Hán diệt xong sở. Lạm bàn. Một, tình hình của Hán, Lưu Bang, rất nguy ngập, bị bao vây, bị cắt đường vận lương, giảng hòa sở lại không chịu. Nhưng Lưu Bang thoát hiểm, tranh được thiên hạ là nhờ kế của Trần Bình. 2. Trần Bình phân tích ưu khuyết về cá tính, sở trường sở đoản của Lưu Bang và Hạng Vũ, vừa phân tích về liên minh của hai bên và đưa ra kế ly gián. Một khuyết điểm nghiêm trọng nhất của Hạng Vũ là kêu kiệt và đa nghi, đã làm cho Hạng Vũ mất chung ly muội và phạm tăng, bỏ lỡ cơ hội bắt Lưu Bang, rơi vào thế thả hổ về rừng, thả rồng ra bể, dẫn đến bi kịch trận cai hạ. 3. Có người cho rằng Lưu Bang là tên vô lại, Lưu Manh, nhưng ưu điểm của Lưu Bang là biết nghe lời mưu sĩ, kể cả những lời nói thẳng về sở đoạn và khuyết điểm của mình như lời Trần Bình. Lưu Bang hơn người là biết kềm chế cá tính của mình. Ví dụ khi nghe hàng tính không đem quân cứu viện còn đòi xưng vương, Lưu Bang tức giận chửi toán lên. Trần Bình đá nhẹ vào chân, thế là Lưu Bang đổi giận làm vui phong hàng tính làm vua sau khi lấy được thiên hạ lừa cơ hội bắt và luộc hàng tính, tính chỉ có việc than trời trách đất. 4. Kế này còn gọi là kế phản gián. Binh pháp chia ra nhiều loại, nhân gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián. A. Nhân gián là dùng người bản xứ làm gián điệp. B. Nội gián là mua chuộc quan chức nước đối phương cung cấp tình hình. C phản gián thu phục gián điệp của địch để làm việc cho mình đệ tử gián là cố tạo nguồn tin tiết lộ bí mật của mình cho địch biết khi địch phát hiện không phải là tin thật có thể giết kẻ đưa tin e xẹt xin gián là lợi dụng một số người có thể tự do ra vào đất địch để nắm tin tức trong mối liên kết của con người có nhiều hình thức vì nhân nghĩa vì cùng mục đích nhưng cũng không ít người liên kết với nhau vì quyền lợi căn bản của thuật phản gián hoặc công bố nghi vấn là đánh vào lòng hám lợi của con người lợi lóa mắt sẽ quên hết nghĩa bốn vạn cân vàng làm chia rẽ vua tôi của hạng vũ không phải là đắt để sau này nuốt chửng cả đất của sở vương trong lịch sử không ai coi thường và khinh bỉ lòng hám lợi tham vàng của bọn mưu sĩ bằng phạm tuy ông so sánh họ với đàn chó và miếng xương thí dụ b đàn chó và miếng xương mưu sĩ các chư hầu tụ tập ở nước triệu bằng việc hợp tu muốn liên kết nhau để đánh nước tần vua tần có ý sợ tướng tần là ứng hầu phạm nói đại vương hà tất phải lo để thần đi làm tan rã bọn họ nước tần không có oán thù gì với các mưu sĩ chư hầu họ tụ tập nhau để đối bê hó với tần chẳng qua hồng kiếm chút vinh hoa phú quý mà thôi. Đại vương có thấy đàn chó của đại vương không? Con nằm, con đứng, con ngồi im một chỗ, chúng không hề tranh giành nhau. Nhưng nếu đại vương vất miếng xương, chúng sẽ tranh giành, cắn xé nhau chí tử. Thế là vua tần sai đường miêu dẫn đội nhạc đem theo năm ngàn lạng vàng, đóng quân ở võ an ngày ngày đãi bọn mưu sĩ đường miêu chưa tiêu hết ba ngàn lạng và mưu sĩ các chư hầu đã cãi cỏ tranh giành nhau, không còn ai bàn đến chuyện hợp tung đánh tần. Kế thứ hai, hư thực chi gian kẻ hở giữa hư và thực. Hư thực chi gian tức là kẻ hở giữa hư và thực, trong khoảnh khắc làm cho đối phương không phân biệt đâu là thật đâu là hư, đâm ra lúng túng, hoang mang. Khi đối phương hoang mang, lúng túng thì bộc lộ yếu điểm, thừa cơ đánh vào yếu điểm thì địch thất bại. Kế này dựa trên nguyên tắc vận động sinh diệt, hợp ly của vạn vật. Trong quá trình vận động thì sẽ sinh ra kẻ hở. Thí dụ, tên không rời dây cung mà chết người. Đấu việc tiêu và dưỡng do cơ, hai người bắn cung rất giỏi, thách đấu ở bên bờ sông, mỗi người bắn ba phát, ai may thì sống, ai chết thì chịu. Đấu việc tiêu đứng ở nhịp cầu bên kia, Dương cung bắn ngay một phát, tưởng rằng dưỡng do cơ sẽ lộn cổ xuống sông mà chết. Không ngờ dưỡng do cơ tay cầm đốt cung gạt một cái, mũi tên rơi xuống sông. Dưỡng do cơ lại quát to. Bắn nữa đi, bắn nữa đi. Đấu Việt tiêu dương cung nhằm thẳng vào dưỡng do cơ bắn luôn một phát nữa. Dưỡng do cơ ngồi sụp xuống, mũi tên vút qua đầu bay thẳng. Đấu Việt tiêu nói nhà ngươi nói tránh là không giỏi sao còn ngồi sụp xuống không phải là trượng phu dưỡng do cơ nói quan lệnh doãn bắn một phát nữa đến phát này thì tôi không dám tránh đấu việc tiêu nghĩ thầm phát này chắc trúng dưỡng do cơ đứng vững hai chân không cựa quậy chờ mũi tên đến há mùng cắn chặt mũi tên đấu việt tiêu bắn hết ba mũi tên không giết được dưỡng do cơ nên rất sợ hãi. nhưng trót đã giao ước phải đứng cho dưỡng do cơ bắn trả. dưỡng do cơ giả cách dương cung bắn nhưng tay vẫn giữ nguyên lấy tên. đấu việt tiêu nghe tiếng dây cung nghiêng mình né tránh về phía trái. dưỡng do cơ lại dương cung, đấu việt tiêu lại né tránh về phía phải. thừa cơ đấu việt tiêu né tránh dưỡng do cơ buông tên mũi tên xuyên qua sọ đấu việc tiêu chết tại trận lạm bàn một về nghề bắn tên bách phát bách trúng chưa chắc dưỡng do cơ đã hơn đấu việc tiêu đấu việc tiêu tốn hết ba mũi tên không hạ được dưỡng do cơ vì đấu việc tiêu chỉ ý vào tài bắn không áp dụng mưu kế dưỡng do cơ vừa có nghề bắn tên vừa ứng dụng mưu kế thực hư hư thực 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 hư hư làm cho đối phương hoang mang lúng túng không biết đâu mà né tránh chỉ cần một mũi tên để kết liễu đấu việc tiêu mưu kế gắn liền với sở trường thì sức mạnh tăng lên gấp bội hai mưu kế làm cho đối phương không phân biệt đâu là thật đâu là giả quả là lợi hại khi đã không phân biệt được thật giả thì có kẻ hở nhằm vào kẻ hở ấy mà đánh thì giành được thắng lợi ai trúng mũi tên độc hiểm này cũng phải chuột lấy thất bại không chỉ một mình đấu việc tiêu 3. Dùng quân không thể không yếm trá, lừa dối, trong cuộc đấu sinh tử cũng không thể trách dưỡng do cơ là không phải kẻ trượng phu. Đấu việc tiêu có tài năng nhưng không có mưu kế cũng phải chịu chết. 4. Con người có kẻ thích yên tĩnh, có kẻ thích hành động, có người hám danh, có kẻ hám lợi, có người chính trực, có kẻ xỉm nịnh, có người thích nơi sáng láng, có kẻ thích u tối. Muốn thắng đối phương phải biết yếu điểm của đối phương và đánh vào yếu điểm của đối phương. Kế thứ ba, nữ sắc như đào sắc đẹp phụ nữ như đào kiếm sắc đẹp của người phụ nữ nguy hiểm như đào kiếm, có thể giết chết người ta. Kế này dựa vào nguyên tắc từ những vết nứt rạn. Mỗi ngày rạn nứt một chút, ngày qua ngày vết rạn lớn hơn và cứ thế đến một lúc nào đó sẽ vỡ nát. Còn người có sự cố kết bên trong, có thể dùng sắc đẹp hoặc tiền tài để phá vỡ sự cố kết ấy. Thí dụ A, à, nếu là vợ ngươi, ngươi có đem cho người khác không? Vương Doãn quỳ xuống trước mặt điêu thuyền nói. Hiện nay trăm họ như treo ngược, vua tôi ngất ngưỡng như trứng chồng, thật uy cấp, vì còn không ai cứu được. Tạc thần động trác sắp cướp ngôi vua. Văn vũ trong triều không ai nghĩ được kế gì, đổng trác có một thằng con nuôi là lão bố, sức khỏe lạ thường. Ta xem hai đứa cùng là tuồng hiếu sách Nát ta dùng một kế liên hoàn trước đem con gã cho lã bố, sau đem dân cho đổng trác. Còn ở trong tùy cơ lập kế ly gián hại bố con nó, xui khiến thế nào cho lã bố giết đổng trác để trừ kẻ đại ác, giữ yên xã tắc, dựng lại giang sơn. Đó là sức con, con nghĩ thế nào? Thuyền thưa con xin thưa, dẫu chết con cũng không từ. Xin đem ngay con dân cho nó, con sẽ lập mưu ở trong. Doãn nói, việc này nếu tiết lộ họ nhà ta sẽ chết hết. Thuyền thư rằng, xin cha chớ lo, nếu con không báo đền được nghĩa lớn, con sẽ chết dưới muôn ngàn ngọn giáo. Doãn lạy tạ. Hôm sau, Doãn sai người đem Ngọc Minh Châu xưa này vẫn cất kỹ một nơi, gọi thợ khéo làm một cổ mũ vàng, mật sai người đem biếu lã bố. Bố mừng rỡ, thần đến nhà Doãn tạ ơn. Doãn làm sẵn của ngon vật lạ đợi bố đến. Doãn ra đón rước vào hậu đường, mời ngồi lên trên. Bố nói, tôi là một tiểu tướng ở trong phủ, tư dồ là đại thần trong triều, sao lại quá tôn kính như vậy? Doãn nói, này thiên hạ không có ai là anh hùng, Tôi chỉ thấy duy tướng quân mà thôi. Tôi tỏ lòng tôn kính không phải là tôn kính cái chức tước của tướng quân, mà là tôn kính cái tài của tướng quân đó. Bố mừng lắm. Doãn khẩn khoản mời rượu khen lấy khen để mãi cái đức của Đổng Thái sư và cái tài Lã Bố. Bố cười vang và uống rượu thỏa thích. Bây giờ Doãn mới đuổi đầy tớ lui ra, chỉ để vài người tí thiếp đứng hầu rượu. Khi bố đã ngà ngà say, Doãn mới truyền rằng, gọi con em nó ra đây. Một lát hai thị tỳ diều điêu thuyền thật lộn lẫy bước ra, lã bố trông thấy giật mình hỏi. Người nào vậy? Doãn nói, đó là con gái nhỏ của lão, tên điêu thuyền. Lão này được ơn tướng quân có lòng hạ cố mà coi như chỗ chí thân, nên lão sai nó ra để chào tướng quân. Nói xong, liền sai điêu thuyền bưng chén rượu mời thuyền nâng rượu mời lã bố hai bên nhìn nhau đầu mày cúi mắt vương doãn giả say nói con mời tướng quân uống vài chén con nhé cả nhà ta đều trông nhờ vào tướng quân đấy bố mời thuyền ngồi thuyền giả cách thẹn thùng muốn lui vào doãn nói tướng quân là bạn chí thân với ta còn cứ ngồi đừng ngại thuyền khép nép ngồi bên cạnh doãn lã bố nhìn thuyền chồng chọc, không chớp mắt, lại uống thêm vài vài chén. Doãn mới trỏ tay vào thuyền mà bảo lã bố rằng, lão vẫn có ý cho nó hầu hạ tướng quân làm tỳ thiếp, chưa biết tướng quân có bụng hạ cố thướng đến không. Bố nghe nói vội vàng đứng dậy, ra ngoài chiếu, tạ mà nói rằng, nếu được như thế, tôi xin một đời làm khuyển mã để báo đáp ơn sâu. Doãn nói, nay mai xin chọn ngày lành tháng tốt, đưa nó đến phủ tướng quân. Lã bố mừng hớn hở, đưa mắt nhìn điêu thuyền. Điêu thuyền cũng liếc mắt đưa tình đáp lại. Một chốc tiệc tan, Doãn nói. Lão Phù muốn mời tướng quân nghỉ lại đây chơi, nhưng sợ thái sư xin nghi. Bố hai ba lần tạ đi tạ lại, rồi lui về. Được vài hôm, vương Doãn ở trong triều gặp động trác, nhưng không có lã bố ở đấy bèn thụt xuống đất lại, nói rằng, tôi muốn rước thái sư quá bước lại nhà tôi sơi chén rượu, nhưng gờ không biết thái sư có lòng hạ cố chăng. Trác nói, đưa quan tư đồ mời, tôi xin đến ngay. Doãn lại tạ, về nhà trang hoàng nhà cửa lịch sự, bày đủ các sơn hào hải vị, giữa gian sảnh, kê một cái sạp, gấm, vóc rãi cả xuống đất, trong ngoài trứng rũ mang che buổi trưa hôm sau đổng trác đến doãn mặc áo đại trào ra đón lạy hai lạy rồi mới vào trác xuống xe tả hữu hơn một trăm người vác kích đi thẳng vào nhà đứng xếp thành hai hàng doãn xuống dưới thèm lạy hai lạy trác sai người giác doãn lên ngồi bên cạnh doãn nói công đức thái sư to lắm y doãn chu công ngày xưa cũng không bằng trác mừng lắm Doãn sai tấu nhạc và dân rượu, rất là cung kính. Đến chiều Trác uống rượu đã say, Doãn mời Trác vào nhà trong. Trác quát giáp sĩ lui ra. Doãn bưng một chén rượu, mừng Trác rằng chúng tôi thợ nhỏ có học thiên văn, đem xem tượng trời, thấy khí số nhà Hán đã hết. Thái sư công đức đã vang lần cả thiên hạ. Ngày xưa, vua thuấn nối ngôi nghiêu, vua vũ nối ngôi cho vua thuấn thế là hợp lòng trời và lòng người lắm. Trác nói, ta có đâu dám mong như thế. Doãn nói, xưa nay người có đạo thay người vô đạo, người không có đức như người có đức, có gì là không đúng. Trác cười và nói rằng, nếu mệnh trời về ta, tư đồ phải làm nguyên huân. Doãn lại tạ, bấy giờ đèn nến đốt sáng choang, chỉ có mấy đứa hầu gái đứng hầu rượu và dân thức ăn. Doãn nói, phường nhạc không đáng đem ra cung phụng thái sư. Này có một con hát của nhà, xin thái sư cho phép được gọi ra hầu. Trác nói, hay lắm. Doãn mới say kéo bước màn ra, đàn sáo vang lừng, điêu thuyền đứng ở ngoài mành lựa múa dịu dàng, ở ngoài trông vào thật là ngoạn mục. Điêu thuyền múa xong, trác gọi lại gần. Điêu thuyền ở ngoài thèm đi vào, lạy hai lạy, Trác thấy điêu thuyền dung nhan xinh đẹp bèn hỏi Doãn. Còn bé này là thế nào? Vương Doãn thưa. Bẩm, nó là con hát ở phủ, tên là điêu thuyền. Trác hỏi. Biết hát không? Doãn sai diêu thuyền gõ nhịp hát một bài. Động trác khen nức nở. Doãn sai thuyền dân rượu. Trác hỏi. Xuân xanh năm nay bao nhiêu? Thuyền thưa. Tuổi tiện thiếp vừa đôi tám. Trác cười nói rằng, thật là người chốn thần tiên. Doãn đứng dậy thưa rằng, chúng tôi có ý muốn đem dân lên Thái Sư, không biết Thái Sư có nhận cho không? Đổng Trác nói, ơn ấy ta biết lấy gì báo lại. Doãn nói, nếu nó được hầu hạ Thái Sư thì thật phúc ta cho tôi lắm. Trác cảm ơn hai ba lần, Doãn lập tức sai đưa điêu thuyền đến tướng phủ. Trác đứng dậy cáo từ. Doãn đi tiện trác đến tận phủ rồi mới về. Doãn cưỡi ngựa về đến nửa đường, trông thấy hai bên đường có đèn đỏ, ở giữa là lã bố, cưỡi ngựa cầm kích đi lại. Lúc vương Doãn đến, bố dừng ngựa, một tay lấy áo vương Doãn rồi hỏi to rằng, tư đồ đã gã điêu thuyền cho ta, nay lại đem điêu thuyền dân cho thái sư, sao lại đùa như thế? Doãn vội vàng ngăn lã bố lại, nói rằng, Nói chuyện ở đây không tiện, xin ngài hãy quá bước lại nhà lão phu. Bố theo Doãn về, hai người dắt nhau vào nhà trong, chào hỏi xong Doãn nói. Sao tướng quân lại trách lão? Bố nói, có người nói với ta rằng tư đồ dùng xe đưa điêu thuyền vào tận tướng phủ, là có làm sao? Doãn thưa, rõ khổ, tướng quân không biết. Hôm qua ở triều, thái sư bảo tôi rằng ta có một việc phải đến nhà ngươi vậy tôi có sửa soạn tiệc nhỏ đón tiếp trong khi uống rượu thái sư hỏi ta nghe người có con gái tên là điêu thuyền đã gả cho con ta là lã phụng tiên có thật không đem con lão ra đây cho ta coi tôi không dám không vâng lệnh phải gọi điêu thuyền ra lạy bố chồng thái sư lại truyền rằng hôm nay tốt ngày để ta đem điêu thuyền về cho phụng tiên Tướng quân nghĩ xem thái sư thân hành đến nơi truyền bảo, lão phu sao dám cản trở. Lã bố nói, quan tư đồ không có lỗi gì, tôi trót nghĩ lầm, ngày mai tôi xin mang roi đến chịu tôi. Doãn lại nói, còn tôi có ít nữ trang, khi nào nó về phủ tướng quân, tôi sẽ mang đến. Lã bố tạ rồi về. Sáng hôm sau, bố về nhà nghe ngóng chẳng thấy tin tức gì bèn sang tướng phủ vào thẳng nhà trong hỏi tin những người hầu. Một người thưa, đêm qua thái sư cùng nghỉ với người hầu mới, bây giờ chưa dậy. Bố giận lắm, lẻn vào sau buồn nằm của đổng trác để dò xem. Bấy giờ điêu thuyền đã dậy rồi đang ngồi trong cửa sổ chải đầu, chợt trồng xuống ao trước cửa sổ thấy bóng người cao lớn, đầu đội mũ bịt tóc, biết ngay là lạ bố, Điều thuyền cố ý cho mày làm ra dáng buồn bã, tay cầm khăn thi thoảng nâng lên lau nước mắt. Lã bố đứng nhìn hồi lâu rồi trở ra, một lát lại vào. Động trác ngồi ở trung đường, thấy bố đến, hỏi rằng, ở ngoài có việc gì chứ? Bố thưa, không, rồi đứng hầu một bên, trác ăn cơm, bố liếc mắt dòng trộm thấy trong rèm có người con gái đi đi lại lại hơi thò nửa mặt ngoảnh ra ngoài liếc mắt đưa tình bố biết là điêu thuyền tâm thần mê mẩn trác nhìn thấy dáng điệu của bố như vậy trong lòng đi hoặc liền bảo rằng phụng tiên không có việc gì hãy lui ra lã bố bực bỏ ra trác từ khi được điêu thuyền hơn một tháng trời không coi gì đến việc quan một bữa trác hơi khó ở điêu thuyền hết lòng hầu hạ mặc áo không lúc nào cởi đai, cố ý chiều chuộng, trác lại càng yêu quý hơn nữa. Một hôm, lã bố vào thăm gặp lúc đổng trác đang ngủ, điều thuyền đứng ở sau giường thò nửa người ra, trông thấy bố lấy tay trỏ vào tim mình rồi lại trỏ vào đổng trác và luôn luôn gạt nước mắt. Bố cảm thấy ruột như nát ra thành từng mảnh. Trác nằm, hai mắt liêm diêm, thấy lã bố nhìn chồng chọc về phía sau chỗ mình nằm, Quay lại thì thấy điêu thuyền đứng ở sau giường. Trác nổi giận mắng bố rằng. Mày dám ghẹo vợ yêu của tao à? Bèn sai tả hữu đuổi lã bố ra và từ nay cấm vào nhà trong. Lã bố tức giận trở về, đi đường gặp Lý Nho, kể lại đầu đuôi. Nho lập tức vào ra mắt động trác, nói rằng. Thái sư muốn lấy thiên hạ, sao lại vì một việc nhỏ mọn mà trách mắng là ôn hầu nếu y thay lòng đổi dạ việc lớn hỏng mất trác hỏi bây giờ nên làm thế nào nho nói sớm mai gọi y vào cho vàng lụa dùng lời ngọt ngào an ủi y thì sẽ không có việc gì xảy ra nữa trác nghe lời hôm sau cho gọi lã bố vào nhà trong bảo rằng hôm qua trong cơn đau yếu tinh thần hoảng hốt ta có nói mấy câu nhà ngươi đừng để bụng nói rồi sai đưa cho lã bố 10 cân vàng và 20 tấm gấm. Bố lạy tạ rồi ra về, nhưng từ lúc ấy tuy đứng hầu ở bên động trác, mà ruột gan lúc nào cũng vơ vẩn xung quanh điêu thuyền. Khi trác đã khỏi bệnh, vào triều bàn việc, bố vẫn cầm kích đi theo. Một bữa, trác đang ngồi bàn việc với vua hiến đế, bố phát kích lẻn ra cửa sau, lên ngựa chạy đến tướng phủ, buộc ngựa ở cửa phủ, cầm kết vào thẳng hậu đường để tìm điêu thuyền. Thuyền bảo, hãy ra vườn sau bên đình phượng nghi đợi thiếp. Bố phát kết đi trước, đứng bên bao lờn ở dưới đình chờ một hồi lâu, thấy điêu thuyền rẽ hoa gạt liễu đi đến, chẳng khác gì tiên trên cung trăng. Thuyền sụt xìu khóc bảo bố rằng, tiện thiếp tuy không phải vương tư đồ sinh ra, nhưng tư đồ coi thiếp như con đẻ, từ khi gặp tướng quân được nhận cho làm kẻ nâng khăn sửa túi thiếp đã lấy làm mãn nguyện lắm. Ngờ đầu thái sư đem lòng bất lương, làm ô nhục thiếp, thiếp giận không chết ngay được, chỉ vì chưa gặp được tướng quân để từ giả lần cuối cùng, cho nên còn nhịn nhục sống đến bây giờ. Nay mai được gặp nhau, thế là hả rồi. Tấm thân nhờ nhuốc này không xứng đáng thờ người anh hùng, thiếp xin chết ở trước mặt chàng để tỏ rõ tấm lòng thiếp. Điêu thuyền nói xong, tay viện bao lơn, mắt nhìn ra ao sen, định nhảy xuống. Lã bố vội vàng ôm ngay lấy điêu thuyền, khóc nói rằng Lòng nợ AG tôi biết đã lâu, chỉ hiềm chưa được nói với nhau đấy thôi. Điêu thuyền gạt tay lã bố ra, nói rằng Kiếp này thiếp không được làm vợ chàng, xin hẹn để kiếp sau. Lã bố nói Nếu kiếp này không lấy được nàng tôi không phải là người anh hùng nữa. Điều thuyền nói, thiếp coi một ngày dài bằng một năm, xin chàng thương mà cứu vớt. Bố nói, tôi lên đến đây, sợ thằng giặc già nó nghi, tôi phải đi ngay. Thuyền lôi vạt áo lạ bố lại nói rằng, chàng còn sợ thằng giặc già như thế, thiếp này không còn mong ngày nào được trông thấy trời VADOT nữa. Bố dừng lại nói rằng, đừng vội vàng, để tôi nghĩ cách đã. Nói rồi vác kích định đi ra. Điều thuyền níu lại nói rằng, khi tôi ở chốn buồn the đã được nghe tiếng tướng quân, lừng danh như sấm rót vào tai, tường rằng ở đời này chỉ có một người như thế chứ không có hai. Ai ngờ tướng quân lại chịu dưới quyền áp chế của người khác. Nói rồi, nước mắt chảy xuống như mưa. Lã bố thẹn đỏ cả mặt, dự kích một chỗ, quay lại ôm lấy điêu thuyền, dỗ dành an ủi. Hai người quấn quýt không nở buông nhau ra. Động trác ở trên điện, bỗng ngoãn lại không thấy lã bố trong bụng nghi ngay, vội vàng xin cáo từ lên xe về phủ. Thấy ngựa của bố buộc trước sử phủ, trác bèn hỏi lính canh cửa. Lính canh nói, ôn hầu vào nhà sau. Trác mắng quân canh cửa, đi thẳng ngay vào hậu đường, không thấy lã bố trác gọi điêu thuyền cũng không thấy thưa trác hỏi người hầu gái người hầu gái thưa điêu thuyền ở trong vườn sau ngắm hoa trác vào vườn sâu tìm thấy lã bố và điêu thuyền đang nói chuyện với nhau ở bên đình phượng nghi hỏa kích dựng một bên trác giận quát to một tiếng bố thấy trác đến cả sợ quay đầu chạy Trác vớ ngay lấy ngọn hỏa kích đuổi theo. Bố chạy nhanh, trác béo phục vịt, đuổi không kịp, bèn cầm kích ném theo lã bố. Bố gạt rơi xuống đất. Trác nhạc kích lại đuổi, nhưng bố đã chạy xa, trác đuổi ra tận cửa vườn, thì một người xăm xăm chạy đến, đâm sầm ngay vào động trác. Trác ngã quay xuống đất. Người đi vào vào động trác, tức là Lý Nho. Nho thấy trác ngã, vội vàng đỡ trác đứng dậy dìu vào ngồi trong thư viện trác hỏi lý nho người đến đây làm gì lý nho thưa tôi chờ qua cửa phủ thấy nói thái sư giận đi vào vườn sau tìm lã bố tôi vội vàng chạy vào thì gặp lã bố chạy ra kêu lên rằng thái sư giết ta bởi thế tôi hấp tấp vào đây để can ngăn thái sư chẳng may chạm phải thái sư thật đáng tội chết trác nói không thể tha được thằng nghịch tặc đấy nó dám đùa bỡn ái cơ của ta thế nào ta cũng giết chết nó mới nghe lý nho can rằng thái sư không nghĩ cho chính ngày xưa vua trang vương nước sở trong bữa tiệc dứt giải mũ đã tha tội cho tưởng hùng đã đùa bỡn với người vợ yêu đến sau bị binh nhà tần làm khốn được tưởng hùng cố sức liều chết thoát được này điêu thuyền chẳng qua là một đứa con gái mà lạ bố là một mạnh tướng tâm phúc của thái sư nếu thái sư nhân dịp này đem điêu thuyền cho bố chắc bố cảm ơn lắm lấy chết báo lại thái sư nên suy đi nghĩ lại trác nghĩ ngợi hồi lâu nói rằng người nói cũng phải để ta nghĩ kỹ xem lý nho từ tạ rồi ra trác vào ngày hậu đường gọi điêu thuyền ra hỏi rằng sao mày tư tình với lã bố? Điều thuyền khóc thưa rằng, thiếp đang đứng xem hoa, bỗng lã bố đột ngột ở đâu đến. Thiếp vội vàng toàn tránh ra. Bố nói, tôi là con thái sư, việc gì phải tránh rồi y cầm kích ép thiếp đến đình phượng nghi. Thiếp thấy y có lòng bất lương, sợ xâm phạm tới mình thiếp, định đâm đầu xuống ao sen tự vẫn, nhưng lại bị y ôn chặt lấy đang lúc giằng co không biết sống chết thế nào, mày có thái sư chạy lại cứu được tính mệnh. Trác lại hỏi, này ta đem mày gả cho nó, mày có thuận không? Điều thuyền giật mình, khóc rằng, thiếp đã được vào hầu quý nhân, nay lại đem gả cho thằng ở, thiếp thà chết chứ không chịu được nhục này. Bèn rút ngay thanh bảo kiếm treo ở vách, toàn tự vẫn. Trác vội vàng giành lấy thanh gương, ôm chặt lấy điêu thuyền và nói rằng, ta nói bỡn đấy mà. Thuyền nằm ngã vào lòng trác bưng mặt khóc rằng, đây hẳn là mẹo của Lý Nho, Nho với bố hai đứa là bạn thân với nhau, nên Nho mới bày ra mẹo này. Không kể gì đến thể diện của Thái Sư và tính mệnh của tiện thiếp, thiếp phải xả thịt chúng nó ra. Trác nói, sao ta nỡ bỏ nàng? Điều thuyền lại nói, Thái Sư dẫu có lòng thương yêu, cũng không nên ở đây lâu, sợ bị lã bố hãm hại. Trác dỗ dành điêu thuyền rồi nói rằng, Ngày mai chúng ta về mi ổ, cùng hưởng sung sướng, đừng lo gì nữa. Lúc ấy, thiền mới lau nước mắt lại tạ. Hôm sau, Lý Nho vào ra mắt, nói rằng, Hôm nay tốt ngày Thái Sư nên đem điêu thuyền gã cho lã bố. Trác nói, chuyện ấy ta đã nghĩ rồi, lã bố với ta là quan hệ cha con làm thế không tiện ta tha tội cho bố Người nên truyền đạt cho bố biết ý ta và tìm lời an ủi bố thế là được rồi nho nói thái sư đừng bị mê hoặc vì một người đàn bà trác nổi giận đổi sắc mặt mắng rằng thế thì vợ mày mày có đem cho nó không việc điêu thuyền cấm được nó động đến nữa còn nói tao sẽ chém đầu lý nho trở ra ngẩng mặt lên trời than rằng lũ chúng ta chết cả về tay người đàn bà ngày hôm ấy đổng trác hạ lệnh về mi ổ trăm quan đều đi tống tiễn điều thuyền ngồi ở trong xe xa trông thấy lã bố đứng ở trong đám đông người mắt nhìn vào trong xe thuyền giả cách che mặt ra dáng đau khổ bi thảm xe đã đi xa lã bố còn cầm cương ngựa đứng trên gò đất nhìn đám bụi mù thang tiết bực dọc, chợt nghe sau lưng có người hỏi rằng, ôn hầu sao không theo thái sư đi, lại đứng đấy nhìn xe mà than thở. Bố quay đầu lại xem ai, thì ra là tư đồ vương Doãn. Chào hỏi xong, Doãn nói, tôi mấy bữa nay, hơi khó ở, không đi đâu, cho nên chưa gặp tướng quân. Bữa nay thái sư về mi ổ, nên tôi phải gượng ra tiễn may sao lại gặp tướng quân xin hỏi tướng quân làm sao lại đứng đây thở than bố nói chỉ vì con gái ông đấy doãn giả cách thất kinh hỏi rằng từ hôm đấy đến nay con tôi vẫn chưa về với tướng quân à bố nói thằng giặc già ấy lấy làm thiếp của nó đã lâu rồi doãn lại giả cách thất kinh không ngờ lại như thế bố bèn đem chuyện kể lại đầu đuôi cho vương doãn nghe vương doãn mặt ngửa lên trời chầm dẫm xuống đất thường người ra không nói gì mãi hồi lâu doãn mới nói rằng không ngờ thái sư lại làm cái việc cầm thú ấy rồi kéo tay lã bố nói rằng xin tướng quân hãy đến nhà tôi nói chuyện bố theo doãn về doãn mời bố vào nhà trong kín đáo sai làm rượu khoản đãi bố lại đem việc gặp điêu thuyền ở đình phượng nghi kể hết đầu đuôi cho doãn nghe doãn nói thái sư làm nhục con gái tôi cướp vợ tướng quân thiên hạ người ta sẽ chê cười cho nhưng người ta không chê cười thái sư đâu mà chỉ chê cười tướng quân và tôi thôi tôi gì yếu chẳng kể làm gì chỉ tiếc thay tướng quân là bậc anh hùng tiếng tâm lừng lẫy một đời mà phải chịu cái nhục này bố nghe nói cơn giận bốc lên bừng bừng nắm tay đấm xuống bàn, kêu một tiếng thật to. Doãn vội vàng nói rằng, lão trót lỡ lời, xin tướng quân nguôi giận. Bố nói, ta thề giết chết thằng giặc già dạ ấy để rửa nhục. Doãn vội vàng lấy tay bưng miệng bố can rằng, tướng quân chớ nói, nhỡ ra có liên lụy đến lão. Bố nói, đại trưởng phu sinh ra trong trời đất, lẽ nào cứ ngậm ngùi chịu làm tôi tớ người khác mãi ru. Doãn nói thêm một câu rằng, tài như tướng quân thì thái sư làm sao có thể kìm hãm được. Bố lại nói, tôi muốn giết thằng giặc già ấy, nhưng lại ngại rằng còn vướng tình cha con, sợ người sau chê cười chăng. Doãn tủm tỉm cười nói rằng, tướng quân họ lã, mà thái sư thì họ đổng thử hỏi lúc Thái Sư cầm kích lao tướng quân ở đền Phượng Nghi, liệu có còn tình cha con không? Bố hằng hái đứng lên nói rằng, nếu tư đồ không dạy tôi câu ấy, xích nữa tôi lầm. Doãn thấy là bố quyết tâm giết trác bèn bảo bố rằng, giúp nhà Hán, tướng quân mới là trung thần để tiến trong sử sanh mãi mãi. Nếu tướng quân giúp động trác thì là phản thần, sẽ để tiếng xấu muôn đời. Bố đứng dậy lại vương giảng nói rằng, ý tôi đã quyết rồi, tư đồ không nên nghĩ nữa. Doãn nói, tôi sợ việc không xong thì vả to. Bố liền rút con dao đèo ở mình, đâm một nhát vào cánh tay, chảy máu ra để thề. Doãn quỳ xuống lại tạ, nói rằng, hương hỏa nhà Hán, nay không đến nỗi mất, đều là ơn tướng quân giữ kín, đừng để tiết lộ ra khi nào việc đến nơi tôi sẽ có mưu kế. Lúc đó tôi sẽ xin báo cho tướng quân biết. Bố khẳng khái nhận lời rồi trở ra. Doãn lập tức mời quan bột xạ là sĩ Tôn Thụy, quan tư lệ hiệu úy là Hoàng Uyển đến để bàn việc ấy. Thụy nói, nay vua mệt mới khỏi, nên sai một người nói khéo đến mi ổ mời trác vào đây để bàn việc nước. Một mặt lấy mật chiếu cẩu thiên tử trao cho lã bố sai phục quân trong cửa triều, đẩy trác vào đến nơi sẽ giết đi. Trước ấy là hơn cả. Uyển nói, nhưng có ai dám đi mời không? Thụy nói, có quan kỵ đô úy Lý Túc là người cùng quận với lã bố, vì trác không thăng chức cho, vẫn mang bụng oán tức, ta sai người ấy đi chắc trác không nghi ngờ. Doãn cho là phải bèn mời lã bố đến bàn bạc. Bố nói, ngày xưa xui ta giết đình nguyên cũng là người ấy này hễ sai mà không đi, ta chém ngay trước. Các quan mực sai mời Lý Túc đến, bố bảo Túc. Xưa ông xui tôi giết định kiến dương để về với động trác. Này động trác trên dối thiên tử, dưới hại sinh linh, tội ác nhiều, cả người và thần đều giận. Vậy ông hãy mang chiếu thiên tử, triệu trác vào chầu, rồi ta phục binh giết nó đi, cố giúp nhà hán, cùng làm trung thần nghĩa dĩ ông tính thế nào? Túc nói, tôi cũng muốn trừ thằng giặc ấy đã lâu, hiềm vì chưa gặp ai cùng lòng. Này tướng quân đã có bụng ấy, là trời giúp tôi đó, tôi sao dám hai lòng? Nói đoạn Túc bẻ một cái tên ra thề. Doãn nói, ông làm nổi việc này, lo gì chẳng được quyền cao chức trọng. Hôm sau Túc dẫn vài mươi tên kỵ mã đến mi ổ, sai người báo tin lý túc vào lại, trác nói thiên tử có chiếu gì túc thưa thiên tử vừa mệt khỏi muốn hội văn vũ ở cung vị ương để bàn giường ngôi cho thái sư nên sai tôi cầm chiếu này đến đây trác hỏi ý vương doãn thế nào túc thưa vương từ đồ đã sai người đớp đền thủ thiên chỉ mong đợi thái sư về trác mừng rỡ nói rằng Thảo nào đêm qua ta nằm mộng thấy một con rồng quấn vào mình. Hôm nay quả nhiên có tin mừng. Dịp này không nên bỏ lỡ. Bèn sai bốn tướng tâm phúc là Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế, phàn trù lĩnh ba nghìn quân phi hùng giữ mi ổ rồi ngay hôm ấy sắp xe về kinh. Trác ngoảnh lại bảo Lý Túc. Hệ ta làm vua thì cho ngươi làm chức chấp kim mô. Túc lại tạ xưng thần Trác lên xe về Trường An, quân sĩ đi tiễn tiền hô hậu ổn. Khi Đổng Trác đến Trường An, trăm quan đều ra đón rước, duy có lý nhờ cáo bệnh ở nhà không ra đón. Trác đến tướng phủ, lã bố vào mừng Trác nói. Hệ ta làm vua, Phụng Tiên sẽ thống lĩnh cả binh mã trong thiên hạ. Bố lạy tạ rồi nghỉ ngay ở dưới trướng. Đêm hôm ấy, có một lũ trẻ đi ngoài đường hát rong gió đưa tiếng vào tận màn tiếng hát nghe thật ai oán trác nghe thấy mới hỏi lý túc trẻ hát như thế hay dở thế nào túc thưa thế nghĩa là họ lưu sắp mất họ đổng sắp lên mờ mờ sáng hôm sau trác say bày nghi vệ rồi bắt kẻ hầu người hạ đi theo vào trong triều bỗng thấy một đạo nhân áo xanh khăn trắng tay cầm một cái sao dài trên buộc mảnh vải dài một trượng, hai đầu viết hai chữ khẩu. Trác lại hỏi Lý Túc, người ấy làm như thế là ý thế nào? Túc nói, nó là một thằng rồ. Rồi bảo tướng sĩ cứ việc đẩy xe đi. Trác vào đến triều, các quan đều mặc áo chào, đứng đón cả hai bên đường. Lý Túc cầm thanh bảo kiếm, viện xe động trác đẩy đi. Đến cửa bắt dịch, Quân sĩ đều bị ngăn cả lại ở ngoài cửa, chỉ có 20 người được để xe đi vào. Trác vào khỏi cửa, thấy Bỏ Vương Doãn đều cầm gươm đứng ở cửa điện, sợ hỏi Lý Túc. Họ cầm gươm là ý gì? Lý Túc không trả lời, cứ việc để xe thẳng vào. Vương Doãn bây giờ mới thét to lên rằng: "Phản tặc đã đến đây, võ sĩ đâu?" Hai bên hơn 100 võ sĩ kéo ra, người cầm gươm kẻ vác đau cùng đổ xô lại đâm đổng trác. Trác mặc áo giáp ở trong, giáo đâm không thủng, chỉ bị thương ở tay, nã xuống xe, trác gọi to lên rằng, con ta phụng tiên đâu. Lã bố đứng đằng sau, nghe thấy gọi đến tên, bèn thét lên một tiếng rồi chạy ra nói rằng, này ta vâng chiếu vua giết thằng giặc này. Một ngọn kích đâm trúng ngay cổ họng đổng trác, Lý Túc liền cắt đầu trác, lấy tay sách lên, lạm bàn. Một, phương Tây có câu, lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà và lấy đàn bà thử đàn ông. Một tiểu thuyết gia phương Đông cho rằng, đàn ông là đất, đàn bà là nước. Đất gặp nước tớt nhão ra. Lại có câu, anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Những câu trên đều nói đến sức mạnh quyến rũ của người phụ nữ những chính trị gia thương lợi dụng sắc đẹp của người phụ nữ để mê hoặc đối phương, gọi là mỹ nhân kế. Kế này thường được phối hợp với các kế khác như phản gián, mua chuột, nên còn gọi là liên hoàn kế. Liên hoàn kế tái diễn nhiều lần trong lịch sử, cầu tiễn dân Tây Thi cho Ngô Phù Sai. Hoàng hậu của Thái Tông, nhà thanh dùng mỹ nhân kế thu phúc hông thừa trù là một người cương trực tài sĩ của nhà Minh. Nhưng câu chuyện có nhiều tình tê y e và nhiều kịch tính vẫn là đoạn trích trên. 2. Người ta thường nói người ngoài cuộc là người sáng suốt, người trong cuộc thường tối tâm. Lã bố, động trác là người trong cuộc đã bị điêu thuyền mê hoặc. Hai người càng ngày càng lọt sâu vào kế liên hoàn của Vương Doãn. Lý Nho là người ngoài cuộc, đã ca ngăn động trác, bị trác hỏi dùng một câu chết người, cứng họng, thế thì vợ mày, mày có đem cho nó không? Lý Nho chỉ có việc than trời, lũ chúng ta chết cả về tay người đàn bà. Than thì than, biết chết cũng không tránh khỏi. Cầu tiễn chịu nhục cúi đầu nếm phân thử bệnh cho phù sai. Ngũ viên can gián cho rằng, cầu tiễn cúi đầu nếm phân cho kẻ thù thì cũng có thể ngẩng đầu ăn gan kẻ thù được. Phù sai trách, hỏi ngũ viên, người có thể nếm phân đoán bệnh cho ta được không? Ngũ Viên không trả lời được. Những câu hỏi như đổng trác, Ngô Phù Sai dùng thuộc hạ của mình vào chỗ bí, tưởng như lý sự của mình là đúng, đoạn trí tuệ cao siêu, nhưng thật ra là những câu tự hủy mình, câu hỏi mất người trung thành dẫn đến mất quyền, mất nước, mất mạng. Ba, mối quan hệ giữa đổng trác với Lã Bố gọi là cha con nhưng thực chất dựa trên quyền lực và quyền lợi đổng trác dựa vào sức mạnh của lã bố. Lã bố dựa vào quyền lực của động trác. Điều thuyền chen vào giữa mối quan hệ này làm cho tình cha co sức mẻ. Sự kết hợp giữa quyền lực và sức mạnh ngày càng rạn nước và cuối cùng thì tan rã. B. Sức mạnh của đàn ngựa cái. Thời chiến quốc, tướng nước triệu là lý mục trấn ở nhạn muôn quan để đánh hung nô. Thế trận dần dai, hàng ngày quân hung nô lùa ngựa ra sông tắm. Lý Mục thấy vậy, nghĩ ra một kế, đem tất cả ngựa cái buộc ở bên này sông. Nghe tiếng ngựa cái hí đàn nhựa của quân hung nô bỏ chạy rào rào qua sông. Lý Mục cho lùa ngựa cái vào thành. Quân hung nô mất ngựa rất tức giận vượt sông đánh Lý Mục. Lý Mục cho phục binh đánh tan tác quân hung nô. Kế thứ năm, biết trước thời thế kiến ngựa tri trước, kiến ngự tri trước là dự đoán thời thế suy việc lợi hại quyền biến nguyên tắc của kế này là dựa vào sự hợp ly quy luật tự nhiên của vạn vật sự ly hợp người bình thường có thể gần mà không thấy xa mà không biết chỉ người nhìn xa trông rộng lo xa mới thấy và biết được trong đấu tranh phải thấy được thế lực của ta và địch ta yếu thì hòa hoãn làm cho mình mạnh lên và chờ cho địch suy yếu là lặng lẽ hành động khi chưa ai chú ý và nhìn thấy nhưng khi thời cơ chín mùi là lập tức hành động làm nên chuyện lớn đợi thời cơ chín mùi thái công nói với võ vương trước kia nhà thương còn mạnh lão thần từng nói với văn vương cha của võ vương một vị minh quân trước lo tu dưỡng đạo đức phải chiêu hiền đại sĩ phải thi ân với nhân dân làm cho đất nước cường thịnh Mặt khác phải quan sát sự xấu tốt của đạo trời, chờ thiên tai xảy ra, nhân họa xảy ra đối với nhà thương thì mới chinh phạt nhà thương được. Nay, trụ vương đã cho xây nhục lâm tử trì rừng thịt, ao rượu để hưởng lạc, đám xây tử sắc tạo những cực hình như bào lạc cột lửa để đốt tội nhân, sai buồn buồn đừng bọ cạp để trừng trị tội nhân. Mỗi tim trung thần là tỷ can, đuổi anh là vi tử. Trong triều bọn vua nịnh áp đảo người trí ứng lương Quàng lại các nơi tùy tiện giết người Coi thường luật pháp Đồng ruộng bỏ hoang Lòng dân oán giận Các nước lưng bang cùng đứng lên chống lại Nhà thương phải điều động quân đi đánh dẹp Tức là kinh thành trống rỗng Ngày diệt vong của nhà thương đã đến Chúng ta nên cùng với các nước chư hầu cất quân đi để phạt trụ Võ vương nghe theo Cuối cùng võ vương thắng, giết trụ vương, lập nên nhà chu, lạm bàn. Một, thời văn vương, triều thương còn mạnh, đất đai rộng lớn, quân đội còn hùng hậu. Lúc ấy, võ vương đất hẹp, quân ít. So về thực lực, một trời một vực, võ vương chưa thể tranh hùng với vua trụ. Võ vương nghe lời thái công, một mặt chiêu hiền đại sĩ, làm cho dân giàu nước mạnh quân đội hùng mạnh, liên kết với chư hầu. Một mặt đợi nhà thương suy y e, võ vương mới ra quân. Hai, Thái Công cho rằng, một đất nước muốn trường tồn là khi sống trong cảnh yên vui phải nghĩ DNLUC nguy cấp. Một nhà vụ có thể hưởng được phúc lâu dài là khi vui vẻ phải nghĩ đến lúc phải buồn lo. Sở dĩ trụ vương mất nước là chỉ biết sự trường tồn không nghĩ đến họa diệt vong. Nhà vua chỉ biết vui chơi thỏa thích không nghĩ đến lúc tai họa giáng xuống. Hết phần 4